Wow, các bạn ơi, hôm nay cô Năm vào bếp nè để cho cô Út chú Lũ muốn cháo gà xé khoai. Cháo gà xé khoai thôi dạ. Với gà xé chấm muối ớt. Muối của em á, muối muối nhà làm. Hôm nay muối nhà làm các bạn ơi. Mà em có ý kiến về gà chứ đừng có xé nha, để em bẻ em ăn đó. Chị để nguyên con đó. Để em bẻ em ăn cho nó sướng. Chứ lừa. Em thì cắt xoài chấm muối. Bữa giờ thấy mọi người ăn Út chung thèm ghê luôn á, thì Năm làm cái miếng ăn. Trời ơi. Ngon lắm. Anh ơi, bữa nào chị Năm ở đây có tắt á, chị Năm làm chanh cái tắt chắc hơi khó hả Năm hả? Ờ. Dạ. Chắc về bển làm rồi đem qua. Sáng giờ có mấy người hỏi mua rồi đó. Mua gì em? Mua nước chấm này nè. À, hôm nay là cô Năm nhà ta sản xuất nước chấm luôn kìa các bạn. Sản xuất nhưng mà mà cái này là coi như là hiện tại bây giờ là rất là tiện lợi. Cái này là thương hiệu của Bình Huỳnh nè. Là cô Năm nhà ta sản xuất bên Việt Nam mình luôn. Cái tên này không phải giống với logo Việt Nam mà logo Việt Nam khác. Cái này logo cũ của chị Năm, chị Năm dán đó. Hôm nay mình ăn em rồi. Đây ăn. Muối này làm. Muối nè, anh thấy nè. Cái này để trong tủ lạnh nha. Nhưng mà nó không có bị, nói chung là bị đóng bột như những cái muối khác, tức là muối khác mình bỏ tủ lạnh dưới đây nó sẽ đóng một lớp. Giống như là một lớp muối hoặc là lớp đường mình nhìn vô mình thấy thôi. Nhưng mà cái này thì khi mình ăn mình sẽ phải quậy lên. Quậy đều lên. Hồi nãy giờ Lũ tưởng là muối. Muối chấm á. Đâu phải muối đâu. Muối chứ gì. Muối thì sao đang... Giống như sữa à. Tại vì... Không, đặc biệt là không có sữa nha. Không có sữa. Chỉ có tắc rồi... Muối nhưng mà mình không phải làm muối. Muối nhưng mà không làm bằng muối với nhưng mà mình ăn là nó ra bị muối. Nhưng mà kêu là muối. Mình ăn ra bị muối. Mình nói cho rõ đi, tôi không hiểu nữa, tiếng Việt cũng rành nha. Khi ăn hồi nãy giờ em tưởng là muối á. Em tưởng là muối rồi giấy ra cái chén thôi. Ồ, cái này là nước chấm. Khi mà em muối là có định là muối bột, muối đồ nhiễm phải. Cái muối dùng cho nước chấm là muối khác. Bây giờ mình cái đặt là nước chấm thần thánh đi, nước chấm đi. Chấm tất cả các loại hải sản nè, gà nè, trái cây nè. Anh hiểu. Rất là tiện dụng khi mà mình mua một cái hũ này về mình để trong tủ lạnh. Khi nào mình cần là chỉ cần lấy ra luộc gà quậy đều lên là chấm ăn thôi. Anh nghĩ là muối. Chú Lũ nãy giờ nói tới nó lui vậy nghĩa rồi. Không là muối mà không phải là muối. Nó là muối. Nhưng mà tại vì Lũ thắc mắc dữ. Tại vì kêu muối chấm đó. Chị Năm, rồi sẵn nói luôn với gia đình, cả đại gia đình á, là cái này là cô Năm đã làm công thức xong xuôi ở Việt Nam, đã được bán ra tại Việt Nam ha Năm ha. Rồi mọi người ở bên Việt Nam mà mua những loại muối chấm hoặc là sa tế thì liên hệ trực tiếp với cái số phone của bé Hiền là 0938 170506. 0938 170506, số điện thoại để liên hệ sa tế với vẫn hoạt động bên Việt Nam là vẫn công thức bình thường và của chú anh chị vẫn đặt bình thường ha. Bây giờ mình có thể là mua thêm một sản phẩm nữa là muối thần thánh, muối chấm đủ tất cả các loại luôn, muối thần thánh. Không phải bây giờ em thấy là mọi người bán nhiều loại nước chấm lắm, bán rất là nhiều loại nước chấm rất là tiện dụng. Khi mà đi làm về là mình nhiều lúc mình ăn uống mình không cần phải pha chế nữa. Rồi, cảm ơn chị Năm nhiều nha. Không chắc chi. Mà đặc biệt là từ mà chị Năm mà pha chế ra đó thì cả nhà mình là càng tin tưởng nữa là chị Năm làm hàng lúc nào cũng là chất lượng là hàng đầu, cho nên là chất lượng sạch sẽ, cái gì cũng vệ sinh. Bất o chùm á. Chùm kỹ luôn. Nguyên liệu tốt nè. Đồ mà nhiều lúc mà đưa về mà khách không lấy đem về là chị không bao giờ chị bỏ cho bán lại. Bỏ liền luôn. Anh chị em anh thấy cha luôn, bà bắt anh đem ăn chứ còn không cho khách ăn. Bởi vì mỗi lần mà ship mua ấy hàng là tao mừng lắm, có đồ được bán hàng. Được ăn thì được ăn sạch tế. Nói gì chứ mấy cô
chú anh mấy khách hàng ở bên Việt Nam đó có mua hàng ví dụ như hũ sa tế hay là mấy này nhận hàng dùm đi phía bơm tự nhiệt trời ơi cực khổ lắm hết chọn mì gói rồi tới chọn mì vàng tủ ngoài kia chị có bao tay tay ấm phải lỡ rồi phải lỡ rồi trời đất cho xin hai cái đi Phú là bây giờ gặp đâu chơi đó. Thiệt ra thì ta lấy bao tay cho đàng. Không này sạch mà nhé. Rồi bình này sạch hơn là cái kia nữa đó. Cái này dày hơn bao tay mà dùng bình thường. Đó, ăn này phải bẻ này chấm này mới ngon nè. Thấy cái bẻ miếng già ra cái thấy là muốn chạy thấy miếng chạy nó biến tới nơi rồi đó. Chuyên nghiệp bánh chuyên nghiệp. Nó tướng bị gà sang chứ anh Năm nè. Đó là nước chấm hiện tại bây giờ là đang Việt Nam đang bán cái mặt hàng này bà con uống ăn cũng khen lắm này. Thì nước chấm rất là nhiều người nhận hàng là khen là mình thấy vui rồi không? Mình buôn bán mà nhận hàng được là ăn khen là thấy là rất là từ sa tế cái gì cũng vậy hết. Trời bây giờ anh em mình chuẩn bị vô bàn phải không? Vô bàn đi lên mâm lên mâm lên mâm lên mâm quá mà ăn trước nha, xin lỗi nha. Không cầm lòng nữa. Cầm lòng không nổi, cầm lòng không đặng. Tao biết ý kiến. Cho cảm nhận đây. Vị nguy quanh. Chảy nước miếng là ngon, chảy. Nó ăn làm vị ngọt vị chua vừa ăn thôi. Tên cộng tên cao lòng nữa. Nhất nát khó phải lắm. Ngon. Đúng là nước chấm thần thấm đúng không? Ngon. Vị nó ngon là ngon. Mình sử dụng được hết tất cả các cái loại luôn hết trái cây. Giờ được ăn chưa anh Năm? Ăn đi em. Ăn đi Năm à. Đủ rồi. Còn cục xương anh cái khúc sau rồi một cái sụn sau rồi sụn gà. Có ngon. À hả? Có lấy đâu kêu cháu xuống. Anh đang xếp quần xếp báo thì chị mang 4 năm nghiên cứu năm làm ở đây đi để cho cô chú anh chị ở đây có được. Năm đang thử làm bằng chanh vàng coi nó có thơm ngon không. Chanh vàng nhiều khi nó chát không? À, nó bị cháy gì chanh nó chua cái chua chua lét bởi vậy sợ nó bị cháy cái mời cả nhà dùng cơm nha dùng cháo là dùng cháo xin mời đại gia đình nha rồi xin mời tại vì ở đây mà mình có mùi sữa đây giống như mùi sữa không mùi sữa nữa không sữa đặc biệt không có sữa nha cái này là đặc biệt không có sữa luôn không có muối luôn không muối luôn hay ha bởi vậy thì cái đó mình phải cho cái mình giấu một chút cái này là tuyệt đối không sữa không em thấy người ta làm là bằng sữa nè dạ đúng bởi vậy gọi là nước mắm thần thơ nước thần thơ màu hơn rồi như thế nó cũng không màu hơn mà hơn nó béo quá đúng. Nó béo quá là nó thơm hơn là sữa nó thơm hơn là tưởng là sữa không có nó không có làm bằng sữa trời đang mưa gió gió bên ngoài ăn miếng gà luộc chấm trời ơi hấp dẫn cháo nữa cháo nóng gà với lại cái gì gà gỏi nữa đó gỏi gà đó với lại cái cảnh mà vô đây nha ăn cháo chắc ăn cho tả nè thì quá vui luôn hôm nay ăn này là phải tự nhiên bóc đồ nha bóc đi bóc ăn mới ngon bóc hơn bóc mới sướng á nha yeah, bóc nó ăn nó ngon hơn thêm với lại cái miếng đậu ăn mấy cái này mà đều là rớt ra ngoài lắm không có ăn lắm mình phải bóc bớt điệu lại đi bớt điệu lại cái ăn thiệt tình vậy nó mới ngon đúng rồi ngon điệu bớt điệu không phải phải nhưng mà mình làm như vậy đó thì khách hàng ăn thì vừa cay là ok yeah. Mà đối với Năm thì Năm ăn không nổi cay nữa hả? Ừ, với Năm là cái này thì cái cay cay ăn thì mới ngon nó mới bắt sao em nghe có mùi chao nữa ta chao nó hiệp á chao không có chao chứ anh thấy cái màu đó anh wow, tưởng tượng giống chao là tắt được chín tắt chín nó làm cái màu rất là đẹp luôn rồi. Ồ, hết cái màu đẹp quá. Nha, cái tắt mà ở bên mình tắt mắt quá, ở bên này tắt quá mắt cho nên là khó mà làm được ra cái sản phẩm được giống rồi. Làm không nổi. Tại vì một bịch vậy là 10 đồng bạc. Ngon lắm. Coi nè, trời coi nè. Không, Dương trồng vài cây đi để đó, có gì gửi cho Năm làm nước mắm. À, làm nên dám trồng được không? Được. Cái này mà mua lớp tờ và ăn cũng ngon nè. Có bữa có đợt Năm ăn chấm thử lớp tờ ăn cũng ngon lắm nó không bánh bữa đẹp nó ngon lắm cả hai tháng nữa là em xã em được trồng được mấy sào của tổng không thôi bữa thì đó xã trồng để gì làm á tại đất nó rộng á dạ để bên Việt Nam làm Việt Nam làm thì làm ăn cái thịt này ăn với cái này em thấy ngon là ăn với cái này nha
thì cái đó là gỏi rồi, cái đó là gỏi, gỏi có gia vị rồi, gia vị. Còn này là gà em xé nãy lũ nên em chấm trực tiếp là nó ngon hơn. Anh Năm vô ăn luôn đi, Năm ơi. Nó khó luôn, hôm nay ngồi đàn cũng con đứng lại rút mí lộng la hết trơn, con ngẩu quạo lên nữa luôn. Gà đi bộ lắm hả bà xã? Gà đi bộ á. Làm một con thì không, mình ăn mấy cái gà này phải ăn bằng tay, rửa tay sạch sẽ rồi mình ăn bằng tay cho nó ngon. Chứ còn gấp đũa gấp đồ thấy nó là cái đuôi chậm quá. Cái đuôi giòn đó. Thử cái nước chấm này. Ngon nhất con gà. Ngon nhất con gà cái đuôi. Cái bộ xương đó. Cái chậm đó, nó cái bộ chậm đắng cái chậm đó là. Gà xin chào nha. Ngon. Cái cục tắn tắn á, nước chấm nữa nè, có vị ngoài câu béo béo cay cay chua chua. Dạ. Ừ. Đó là cái vị đặc trưng của nó, mà công nhận cái này chú Mười nói đúng nè. Chú Mười nói là nó có thơm cái vị của sữa. Dạ. Nhưng mà thực chất là mình không có bỏ sữa. Dạ. À, đúng không? Đây, đây là những cái bí quyết đó. Nhưng mà cái này phải làm bằng tắc theo. Tắc mới ngon. Phải làm bằng tắc thôi. Phải thử chanh đó, nhưng mà thấy thằng đó không mua ra. Không đâu, mình đang ăn vui, ăn gì thì cũng ngon ha. Cái vị nước chấm này á, anh bảo đảm chấm seafood cũng ngon nè. Đúng rồi, đúng rồi. À, mà chú Mười nói đúng á, do Duyên nói đúng á, chấm trái cây ăn cũng ngon nè. Đúng rồi. Duyên có thử trước rồi. Mà đặc biệt là nó không có mặn nha. Không mặn lắm nha. Chấm vô gà là vừa ăn. Bữa cho nên á, dù đầu bếp nổi tiếng á, chấm ớt họ có những cái công thức mà pha chế như vậy nè. Bởi vì cho nên mấy đứa thấy ví dụ tại sao mà những cái đầu bếp á họ nấu những cái bữa yến tiệc, hiểu không? Thì những cái nguyên liệu của họ nó cái nguyên liệu là quan trọng nhất. Đúng là siêu đầu bếp của Năm thiệt. Chấm thì gà luộc mới ngon. Gà này, cũng da chứ chấm. Gà luộc chấm này ha, tôm, mực. Chấm ngon. Nói chung gà này là chưa có dai đâu Năm. Chưa. Mới có chạy xe đó, chưa đi bộ. Gà Việt Nam mới đi bộ. Gà ở trong nhà thả đó, gà nó có cái này á. Cái này mà mực bụng lắng á. Nướng lên á. Ồ, chấm ngon. Nói chung cái này là mình chấm cho đủ các loại nè. Hả chú Lũ ha. Dạ. Chấm các loại luôn. Chấm miếng, ăn miếng đầu răm nữa đã. Thôi. Là chén cháo kìa. Dạ đây. Cô chú anh chị có order sa tế với nước chấm thì gọi vô số phone của cháu Hiền. Hiện giờ là chỉ có bên Việt Nam mình có thôi. Việt Nam đang bán mà đó. Mỹ á, thì em chỉ có sa tế chứ em chưa có nước chấm được. Tại vì em chưa kiếm được tắc. Này phải có tắc các bạn ơi, công thức về tắc. Chanh làm bị hỏng rồi. Nhưng mà, yeah, hiện giờ thì nước chấm seafood với nước chấm hải sản, gà luộc rồi đó thì hiện giờ bên Việt Nam em có. Với sa tế, cô chú anh chị mua thì cứ gọi vô cho cháu Hiền. Hoặc là vô cái trang thay mà Kim Nguyễn Cuộc Sống Mỹ thì có người trả lời nha. Dạ. Còn hiện giờ đó là bên Mỹ của em đó thì có sa tế thôi, sa tế hành phi tổ phi thì có, nhưng mà chưa có nước chấm. Tại vì nước chấm em còn cần phải có tắc, nhưng mà tắc ở đây em kiếp chưa ra. em thử chanh thì mắc nó quá. Dạ. Mắc ở đây quá mắc. Em thử chanh thì không mấy. Còn tắc ở bên Việt Nam mình á, đặt người ta có 15.000 ký. Trời. Hay là mình ở bên Việt Nam mình làm xong chưa cái mình ship qua đây, ship qua bên này á. Khó. Ship qua thì lại tiền ship nó quá. Ship nặng quá hả? Ship mọi người di chuyển rồi nó đổ ra phòng lưng. Khó. Nó dạng nước không? Dạng nước nó đổ nó dễ bị leak lắm. Nó hơi khó. Dạ, nên không, mà sớm muộn ngày Năm cũng có sẽ làm đây à. Dạ. Năm nghiên cứu. Năm đang nghiên cứu. Làm đi rồi gửi qua em và bà Hữu anh mang đó. Tệ ru. Nó tiện. Nó tiện. Dạ, nó tiện. Mà cái này, cái thời hạn lâu không? Được.
chú Lũ cứ bỏ để ngăn mát, ngăn mát của mình thôi. Để năm không? Được chứ. Để không có sao hết. Mình làm gì cái hũ rồi mình để ăn năm. Mà hũ xí xí. Ý em hỏi cái thời hạn để được lâu không? Được mà, đâu có gì đâu, nó không có nước. Nó chỉ là nước chấm thôi, nước chấm vậy đó chứ còn nó không có mình chớ nè. Em nói với anh để năm nó cũng ấy chứ cậu, nó không chớ không ý nói làm gì ai xài tới năm mình không ý mình nói nhiều lúc quên đấy cái chứ không quên thì bài à... năm rồi dục cho ai ăn nữa. Nhưng mà không thì bởi vì em hỏi cái thời hạn nó dài đó. Cái nước chấm này của mình á, bất cứ một cái gì mà ở nhà làm thì mình không có bỏ chất bảo quản thì mình phải ăn thì mình dùng muỗng sạch, giống như lúc nào em cũng nói là múc sa tế cũng phải muỗng sạch xong rồi bỏ ngược vô tủ lạnh liền ngay lập tức thì nó sẽ lâu dài hơn. Rồi muối này cũng vậy luôn, khi mình ăn mình cũng lấy muỗng sạch mình quậy cho đều lên xong mình múc ra mình ăn rồi mình bỏ ngược nó vô trong tủ lạnh lại thì cũng là trong vòng thôi nha, mình mở nắp ra rồi thì trong vòng 6 tháng thôi chứ không có ăn hơn được nữa. Tại vì những công ty lớn đi chăng nữa đó thì khi mà người ta mở cái hũ ra rồi thì người ta cũng ăn trong vòng 6 tháng phải bỏ. Đúng rồi. Chứ người ta cũng không có ấy. Thành ra bây giờ nhà em là cứ mua hũ chút chút vậy nè. Tại vì người không có đông đó, cứ mua hũ chút chút vậy đó là ăn 1 tháng, 2 tháng là hết. Vậy thôi. Dạ, chứ còn mà mình không có bỏ chất bảo quản đó để gia đình nên mình không có để lâu. Mình không có để lâu mà bây giờ bữa nay mình muốn là ăn đồ cho tốt về sức khỏe thì mình cần là cái sức khỏe của mình nên vệ sinh rồi tất cả em lựa đồ tươi này kia nọ em làm thôi. Nên đại gia đình ủng hộ cho cháu Hiền với cô Thảo nha, ở bển là cũng của em đó. Đúng rồi. Nhưng mà hai người đó là la quản lý giùm quản lý đó. Dạ, thành ra đại gia đình mong đại gia đình là luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ cho gia đình em. Em cảm ơn rất là nhiều. Hôm qua có nghe cháu Hiền nói là thấy cô Năm đi rồi tưởng không có hoạt động sa tế nữa cho nên ít cười gọi. Cho nên thờ nói luôn với cô chú biết là thứ hoạt động bình thường và cái công thức cái nguyên liệu và đồng thời vẫn y chang vậy. Dạ, mùi vị công thức các thứ là cháu Hiền với cô Thảo là đều nhà nắm hết chặt chẽ. Tại vì trước khi em đi là em để bí cho kíp là để lại hết luôn. Hai người đó là làm ba tuần lễ rồi, thành ra là mấy chị đã có ăn cô Thảo làm xong hết rồi đó chứ không phải là em Năm làm đâu. Tại trước khi ba tuần lễ em Năm đi là em biết em thấy cô Thảo nắm chắc rõ ràng hết rồi. Nó có sự gốc đứng sau lưng của chú Thắng nữa. Dạ em ngồi đó, em ngồi đó em coi hay là này kia kia nọ em kiểm tra nên mong cô chú anh chị vẫn yên tâm mà ủng hộ ha, chứ đừng để em Năm đi rồi cái hai người bệnh thất nghiệp tội lắm. Như có việc làm để mà về nhà bà nội cho vui. Đúng rồi. Đó, nó chạy lên chạy nhưng xuống. Mà em đọc nhiều cái comment thấy là ok lắm luôn. Tại vì cô chú anh chị ăn là mấy em khen dữ lắm, thấy em thấy khen nước chấm ngon, sa tế ngon là em thấy mình em đọc không em thấy cũng vui dành cho Năm. Tại vì mình làm đúng thì sẵn cách cái gì ra mà nhiều người ủng hộ khen mà thấy là quá tuyệt. Dạ. Ta ăn xong ta khen quá trời. Ăn nhiều ta khen nhiều lắm. Trong tủ lạnh nè chú. Bữa mình cho bạn em mỗi đứa ngủ xong nó điện em ở bên Mỹ là mà mấy em chị mấy em không nghĩ là mà mấy chị mấy em á ví dụ có mà order hàng á là nhớ ví dụ giúp giùm em nha, giúp giùm em là nhận hàng giống như order thuốc xịt họng rồi này kia cái đem về tới nơi xong cái nó không có order. Rồi cái đó em lại phải tốn tiền cước phí cho người ta nè. Rồi khi mà hàng trả về đó thì em lại không có bán được, em không có gửi lại cho một người khách khác được. Nên giống như cô Duyên nãy nói đó là mấy chị em ăn dữ lắm. Mấy chị em ăn hết trơn. Chị 5 tấn cho đứa nào đem về mạnh đứa đó nó ăn. Em cứ ngồi cắt một miếng. Rồi mấy đứa nhân viên của em viên mấy đứa làm nhà văn phòng của em nó cũng thích ăn sa tế là con cứ đem về cho mấy đứa ăn. Có mua chứ tụi nó đặt chứ mấy người đó thì đặt còn cô Duyên thì ăn hàng bông chơi vậy đó để trả tiền lần luôn cho nhiều.
Bơm càng nhiều có duyên càng vui ạ. Không nha, tại gia đình đừng nha. Cô duyên bùa duyên vui là em năm buồn á, em năm khóc luôn á. Chứ mình buôn bán mà mình kiểu như mình làm cái này là lấy công rồi. Dạ, lấy công làm đời. Cho nên là một hũ sa tế làm ra coi vậy chứ công sức cũng nhiều lắm. Cho nên là mọi người có mua ủng hộ giùm. Em mới có lần qua đây thấy chị làm không? Dạ, cực lắm. Ngồi sao một mẻ sa tế là tới 2 tiếng đồng hồ là. Hơn luôn á. 2 tiếng mấy luôn các bạn. Hũ này 2 cươi cho ta. Hũ này 2 cươi cho. Chưa rồi, mày uống đi. Ăn xong chưa? Đông trùng. Ừ đúng rồi. Mới uống xong cái mày cho Nhung nói vài câu cái đông trùng hạ thảo này trong cái video của Nam Ké cho cô chú anh chị coi cho em biết. Ở Việt Nam thì vẫn uống bởi vì cũng đem qua đây sẵn cho người ở đây đến ngày. Nhà cũng là không có. Cái hũ gì anh đưa xa vậy mọi người biết cái hũ đó không? Hũ đó chắc gì vậy? Vì Dung bán cái này cũng lâu lắm rồi. Vì mọi người nghe tới đông trùng hà thảo là biết uống Dung bán cái gì à? Hãng khoai spam á. Hãng Nhật đàng hoàng. Dễ uống không? Dạ. Thơm ngon, dễ uống mà khỏe nữa. Yeah. cái mà mua 2 tặng 3 đó là cái đó là coi như là chương trình đã bao lâu cái 2. Chương trình đó hả? Bên hiện tại mà bên công ty họ chỉ sale 1 tuần lễ thôi nhưng mà đặc biệt ở bên em với chị Năm đó thì công ty vẫn cho em bán trong vòng tới tháng 9. Ô vậy đó hả? Dạ cho nên là chương trình là 2 tặng 3 cô chú anh chị vẫn mua được tới được 3 tháng 9. À, ba tặng 2 em cứ lộn hai lần rồi. Mua 3 tặng 2 nha, phúc cô đông 3 tặng 2. Dạ vợ bán hàng từ nào giờ bữa nay mới thấy biết giới thiệu nhà hàng đó. Đâu cũng biết chứ, đừng đi theo, cũng nghe tôi chứ. Dạ bán hàng sáng từ nào cũng biết giới thiệu hàng. Sáng thì làm là diễn đường chai uống đó, đi trở lại là chỉ bỏ vỏ 2-3 chai vậy đó. Mười biết cũng nhờ 4-5 năm nay là nhờ cái đó nhiều lắm á. Đó có cô đơn nữa hộp cái gì đây các bạn. Hộp màu xanh. Cô Út để ngay góc bên kia để cho coi cho chú ta ra. Trời ơi, hôm nay là coi như là tổng hợp các loại luôn. Quảng cáo vui vui vẻ. Vừa đồ ăn. Đi mấy tháng nó về rồi. Vừa đồ ăn vừa thức uống nha, cả nhà mình coi ủng hộ Út Nhung với lại chị Năm nha. Cái này là Mecobupucodon, cái này là uống để ngăn ngừa ung thư nè. Hoặc là cho những ai mà cái này ngăn ngừa thôi nha, ngăn ngừa chứ không phải chữa bệnh nha. Mình vẫn lặp đi lặp lại cái từ này là cái này là uống là để ngăn ngừa, là để hỗ trợ cho làm những cô chú anh chị nào mà đang gặp những chứng bệnh như là bị bướu nè, bị ung thư nè. Thì mình uống còn xạ trị đó. Mình uống hoặc đang bị xạ trị, đang trong quá trình xạ trị sức thì khỏe yếu. Dạ, sức khỏe yếu để uống để tăng cường sức đề kháng đó thì dùng cho em cái này. Cái này thì nói về và bị ung bướu đồ ung thư đồ uống rất là tốt cho cái Mecobupucodon này. Một hộp như vậy 200 đồng có 10 chai. Thì bên em đang có chương trình mua 3 tặng 2. Đó, 3 sản phẩm này đều được 3 tặng 2 hết. Dạ, mở chai đó, mở chai cho cô chú thấy thân cảm. Cái hàng này nhưng mà cái đó là anh mới uống chai rồi nha. Anh uống rồi. Anh uống hồi sáng đó. Mà còn có mấy chai trong ra còn. Trời ơi. Vậy mà sáng giờ chị cứ nói với khách là 8 chai. 10 chai. Xin lỗi mấy chị sáng giờ chốt đơn mới em Việt Nam rồi nha. Quen rồi. Em mới đi Việt Nam qua nên đầu óc hơi lộn xộn. Nhưng mà không sao, khi em gửi tới thì vẫn thấy là 10 chai thì còn nhiều happy hơn nữa đúng không? Đó, thì 10 chai được 10 chai. Mua 3 tặng 2. Anh em nhớ đợt đầu tiên ra mình bán bị hết hàng không? Trời ơi, có nhiều em gọi luôn nha. Coi như là vừa mở ra bán một cái trong vòng mấy ngày là hết sạch hàng luôn. Em đợi đặt lại từ bên Nhật qua với có lại bây giờ mới có. Hàng nó bị hiếm lâu nó còn được. Thì cái này công ty thì có 3 loại, màu xanh, màu vàng với là màu đỏ. Cái này là cái collagen. Công ty á là chỉ có một tuần thôi đúng không? Còn chị em mình thì được tới tháng 9. Thành ra cô chú anh chị trong kênh của Bình Quỳnh Cuộc Sống Mỹ, nếu có ai cần dùng thì cứ việc liên lạc với em hoặc là cô Út. Số phone của Út, đọc của Út. Số phone Út Nhung là 5107172571. Số phone của chị Năm á, thì là 312-395-0175. Út Nhung hồi nãy giờ thì bán thêm một cái dạng collagen nữa là cái collagen yến thì hồi nãy giờ cả nhà biết rồi. Bây giờ thì Út Nhung bán thêm 2 loại collagen nữa để chi để thay đổi chút xíu, nhiều lúc á mình uống hoài nó cũng bị lờ. Thì nếu như mà cô chú anh chị nào mà muốn đổi cái collagen khác để mình uống á thì thử ngay cái loại này giùm Út Nhung. Cái loại này rất là đậm đặc, hàm lượng rất là cao nha. Cái hàm lượng nó trên 21.000 cho một chai. Bởi vậy một ngày á, một tuần lễ mình chỉ tầm uống 2 hoặc 3 chai là đủ rồi chứ không có cần uống mỗi ngày một chai. Cho nên là nó thẩm thấu rất là nhanh, nhất là những ai mà hồi nào đến giờ chưa bao giờ uống nữa thì dùng cái loại này nó thẩm thấu rất là nhanh. Rất là lẹ. Một chai này bằng 4 chai kia luôn đó Di.
Tại vì cái loại kia hàm lượng nó chỉ lượng có 5,000 mấy thôi. Mà cái hàm lượng này nó tới hơn 20,000 cho một chai. Thì mình uống nó sẽ rất là nhanh, nó thấm rất là nhanh. Cái này là em lộn là lộn với collagen với Matabu. Dạ. Thì cái lai màu đỏ này là 200 đồng. Cái lai màu vàng là 170. Nhưng mà cái màu vàng này thì đặc biệt cho những ai mà bị tiểu đường á. Bị đường cao, bị tiểu đường, sợ đường, lượng đường cao thì mình dùng cái sản phẩm này. Còn cái sản phẩm này thì 200 đồng. Cái này thì nó được làm bằng từ trứng cá hồi nè. Rồi làm bằng cái bột bột phơ, bột chân trâu. Bột chân, bột không phải bột chân trâu hả? Bột chân trâu. Dạ. Người ta kêu là bột chân trâu. Rồi sẽ tiếp tục ăn tiếp nè. Không, nhiều lúc mình bán hàng lâu lâu thì mình mới có cơ hội qua bên này để được ngồi trên kênh của anh chị Năm. Thì cả nhà cho mình giới thiệu tí xíu nha. Mấy tháng thì mình có buôn bán mấy có nhiều em thì nói là sao mà cái kênh bây giờ giới thiệu nhiều quá. Năm cũng xin lỗi, tại vì cái kênh của Năm thì chia sẻ những cái món ăn hàng ngày. Nhưng mà cái này là cũng là cái công việc của Năm luôn, Năm phải làm, thành ra Năm phải giới thiệu lên thì Năm mới đủ sở hội. Thành ra mong các em, các chị, các cô thông cảm. Tại vì mình làm cái gì, việc ở nhà mình cũng phải làm. Nhưng mà nếu mà đi lại tới hãng làm thì mình phải làm, đúng không? Thì ở nhà cũng là công việc của mình, cũng là buôn bán, là cũng công việc. Nhưng mà mình bán á, thì cái những cái mặt hàng này là toàn là những của công ty lớn, cái công ty lớn, những cái công ty mà rất là chất lượng. Nhưng mọi người yên tâm, khi mà mình đã tìm hiểu những cái món hàng mà mình bán á, lý do mà mọi cả nhà thấy không, những món hàng mình bán thật sự rất là mấy năm là cao luôn á, thật sự luôn á. Lúc mà mình quyết định mình bán những món hàng như thế này hả, lúc mà mình nói phải suy nghĩ dữ lắm. Nhưng nói cho Duyên nghe, cái Duyên nói trời ơi, sao Nhung không kiếm mặt hàng nào mà rẻ rẻ vừa vừa túi tiền cho mọi người dùng. Chứ còn rẻ thì không chất lượng. Thì Nhung thì bởi vậy mình mới nói. Nhưng mà thật sự anh Năm, em thấy bây giờ ai cũng lo cho sức khỏe của mình hết. Chính khi mà em mở ra, em quyết định em bán cái này, em thấy là mình đi cũng khá đúng. Tại vì khi Nhung bán rất là nhiều người ủng hộ nha. Một set Nhung bán là có thể là mọi người có thể mà mua một set 10 tặng 10 lúc trước mới ra đó. 1,290, 1,590, 1,590 một set. Vẫn có rất nhiều. Rất là nhiều. Thì bởi vậy Duyên thấy không, là mọi người cũng rất là lo về cho sức khỏe của mình. Chứ không phải là ok cái này mắc quá không ai uống, không có. Có những loại còn rất rất là mắc hơn nữa. Như những cái con đông trùng mà bằng con ấy, cái đó còn mắc dữ. Mà cái này vô mùa dịch là thấy hết hàng. Dạ, vẫn có người mua. Cho nên là khi mà cái tiền nào của đó thôi. Đúng rồi. Thật sự về luôn tiền như nào. Em xin nhắc lại. Em xin nhắc lại, hàng nhà em không có hàng Việt Nam, không có hàng Trung Quốc. Tại vì em bán là của Hàn Quốc với Nhật. Rồi của Brazil. Rồi của Mỹ. Chứ em không có hàng Việt Nam. Nên có nhiều chị order em mà nói là đừng gửi đồ Việt Nam nha, không có đâu. Em không có, em chị không sợ lắm. Không có đâu, chắc chắn là hàng tốt hay không. Chắc chắn là hàng thế bởi này vì cũng không. Đúng em, bởi vì bỏ một số tiền lớn đó. Nói chung mình không phải là mình nói gì, trong cái thế việc bên Việt Nam mình cũng có nhiều người họ làm giận giả, đồ giả nhiều quá, rất là nhiều. Cho nên họ cũng trước khi bỏ ra 5-7 triệu ra mua, mình phải đắn đo cho họ hỏi kỹ. Cái đó là đúng vậy. Như mình cũng vậy thôi Năm. Khi mà mình mà cầm số tiền mình quyết định mình mua một cái gì nữa thì mình phải theo dõi cái người đó lâu ngày. Với mình với dám đọc cái số thẻ để cho người đó giữ cái số thẻ của mình, cái đó quan trọng lắm. Chỗ có chị chụp thẻ cho Năm để luôn cho Năm luôn. Đó là quan trọng lắm. Mình may mắn là được rất là nhiều cô chú anh chị tin tưởng. Nhiều chị thậm chí chụp cái hình thẻ em giữ lại luôn, mai mốt chị mua cái em tự chạc luôn. Tự chạc luôn giùm chị đi. Vậy luôn, nó duyên rất là nhiều chị luôn mà dễ thương thiệt luôn á, phải nói là chị tính là quan trọng. Không mà ai mà thất vọng về mua online thì cứ đặt niềm tin để thử một lần đi, sẽ không bị thất vọng về mua hàng online không. Tại vì mình bán giống như là sáng cũng vậy nè, chị Năm nói chuyện với cô đó, cái cô hỏi chị này kia kia nọ, cái chị mới nói thì mình nói tình thiệt, nói chỗ cô Năm ơi, cô bán hàng mà cô thiệt tình quá, làm sao cô bán không, được không, phải, không, phải là như vậy em cô phải chú anh chị vậy. Mà ví dụ như đặt tâm vô một cái món hàng đó mà mình phải
cũng đúng là mình cũng phải thật thà mình và mình mới bán được chứ còn đúng rồi. Mình nói không có thật thì mình sẽ không có bán được lâu, mình không có buôn bán được lâu. Mình muốn bán lâu dài chứ không phải mình bán ngày bữa. Em thấy video cũng dài lắm rồi, đến năm thôi đây. Chào cô chú anh chị ở đây đó, mình nói say mê luôn, say sưa luôn. Mình cũng không dám làm phiền đại gia đình mình nữa thì thôi cái video của mình đến đây cũng xin tạm biệt. Chúc đại gia đình của mình luôn luôn nhiều sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn. Bye bye, bye. Này có ba chị em đông vui bởi vì ăn nhiều, hai cũng bỏ bụng, còn ba chị em ai cũng đi hết.